Minh Phát xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa, hôm nay thứ hai, ngày 24 tháng 1 năm 2022. Mình Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế, giá vàng tiếp tục trong xu hướng tăng của tuần trước. Trong khi giá vàng thế giới ở quanh mức 1837 đô la Mỹ, tăng nhẹ so với phiên đóng cửa ở tuần trước, thì giá vàng trong nước tiếp tục đi lên với mức tăng từ 50 cho đến 300.000 đồng một lượng. Biên độ chênh lệch giữa hai thị trường trong nước và thế giới hiện nay trên 11 triệu đồng một lượng. Cụ thể, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SEC niêm yết chiều mua vào tại mức 61 triệu 300 000 đồng một lượng ở chiều bán từ 61 triệu 950 cho đến 61 triệu 970 000 đồng một lượng, tăng 70 000 đồng một lượng ở chiều mua và 20 000, .000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 650.000 đồng/lượng. Cùng tại thời điểm, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 61.350.000 đồng/lượng và 61.950.000 đồng/lượng. Tăng 150.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán. Tại thị trường Hà Nội, giá vàng Doji giao dịch ở chiều mua 61.250.000 đồng/lượng chiều bán 61.900.000 đồng một lượng, tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua và 50.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 600 cho đến 650.000 đồng một lượng. Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại giao dịch ở quanh mức 53.100.000 đồng một lượng chiều mua, còn là chiều bán 53.800.000 đồng một lượng, tăng 300.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Thưa các bạn, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang ở quanh ngưỡng 1837,2 đô la Mỹ. Tính ra trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 2,8 đô la với tỷ lệ 0,17%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1831 đô la Mỹ và cao nhất 1837 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 35.300 đô la Mỹ một đồng. Trong phiên đã giảm trăm chỉ số đồng đô la Mỹ hiện đứng tại mức 95,721 điểm, trong phiên đã tăng 0,09%. Lãi suất kho bạc của Mỹ tiếp tục tăng và hiện đang đứng tại mức 1,776% một năm, trong phiên đã tăng 0,79%. Giá dầu thô thế giới trong phiên đã tăng 1,23% và hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 85,8 đô la Mỹ một thùng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn Tại phú quý SJC tăng 50.000 đồng lượng ở chiều mua và 60.000 đồng lượng ở chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 61.420.000 đồng lượng Chiều bán 61.900.000 đồng lượng Tại bảo tiến Minh Châu tăng 40.000 đồng lượng ở chiều mua Chiều bán tăng 50.000 đồng lượng Ở chiều mua hiện đứng tại mức 61.430.000 đồng lượng Chiều bán 61.890.000 đồng lượng Tại Mi Hồng SEC tăng 170.000 đồng một lượng chiều mua và 120.000 đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 61.600.000 đồng một lượng, chiều bán 61.900.000 đồng một lượng. Giá vàng SEC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Exim Bank tăng 250.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 61 triệu 450 000 đồng một lượng chiều bán 61 triệu 850 000 đồng một lượng tại ngân hàng ACB không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên nền trước ở chiều mua hiện đứng tại mức 61 triệu 200 000 đồng một lượng chiều bán 61 triệu 600 000 đồng một lượng tại ngân hàng SCB tăng 550 000 đồng một lượng ở chiều mua và 350 000 đồng một lượng ở chiều bán ở chiều mua hiện đứng tại mức 61.350.000 đồng một lượng, chiều bán 61.950.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng TP Bank Gold tăng 100.000 đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 50.000 đồng một lượng. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 61.250.000 đồng một lượng, chiều bán 61.900.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC chính thức ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở chiều mua 70.000 đồng một lượng, còn chiều bán tăng 20.000 đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 61 triệu 270 000 đồng một lượng đến 61 triệu 320 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán, có mức giá niêm yết từ 61 triệu 950 000 đồng một lượng đến 62 triệu đồng một lượng. Giá vàng bốt số 9 vàng nữ trang SGC Nhận bốt số 9 lợi từ 1 đến 5 chỉ Tăng 300.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 53 triệu 100.000 đồng lượng Chiều bán 53 triệu 800.000 đồng lượng Vàng nữ trang bốt số 9 cũng có mức tăng tương tự 300.000 đồng lượng cả hai chiều mua bán Ở chiều mua hiện đứng tại mức 52 triệu 800.000 đồng lượng Chiều bán 53 triệu 500.000 đồng lượng Vàng nữ trang 24k tăng 297.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 51 triệu 870 000 đồng một lượng, chiều bán 52 triệu 970 000 đồng một lượng. Vàng nít trang 18K tăng 225 000, .000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 38 triệu 279 000 đồng một lượng, chiều bán 40 triệu 279 000 đồng một lượng. Vàng nít trang 14K tăng 175 000, .000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Ở chiều mua và chiều bán hiện đang giao dịch tại mức 29 triệu 344 000 đồng lượng Và 31 triệu 344 000 đồng lượng Vàng đi trang lợi 10k tăng 125 000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 20 triệu 462 000 đồng lượng Chiều bán 22 triệu 462 000 đồng lượng Thưa các bạn, Giá vàng thế giới hiện nay đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1837 đô la Mỹ. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 50.700.000 đồng một lượng. Như vậy, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng trong nước 11.300.000 đồng một lượng. Thị trường vàng đã gây bất ngờ khi bứt phá lên trên mức 1830 đô la trong các phiên giao dịch ở tuần trước do sự sụt giảm của thị trường chứng khoán, giá dầu tăng và nhu cầu bán lẻ tăng mạnh. Cụ thể, giá dầu đã nhảy vọt lên mức cao nhất trong vòng 7 năm qua, tăng lên trên ngưỡng 85 đô la Mỹ một thùng trong tuần trước. Trước đó, cũng chứng kiến sự tăng vọt của vàng đen khi giá đã tăng 10% do những lo ngại về nguồn cung thắt chặt và gia tăng những bất ổn địa chính trị. Các nhà phân tích lưu ý các nhà đầu tư vàng cần theo dõi giá dầu vì đây là những yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy áp lực lạm phát hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua. Các nhà phân tích cũng đánh giá Mặc dù lạm phát không còn là điều gì mới mẻ Nhưng nó vẫn khiến cho các nhà đầu tư phải lưu tâm Trước những lo ngại Việc giá vàng leo lên trên mức 1830 đô la Mỹ là một điều khó tin Trong năm 2021 Thị trường vàng mờ mịt khi tỷ giá thực rơi xuống mức kỷ lục Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm do mối lo ngại này Trước những khó khăn trên thị trường việc vàng có thể là một biện pháp để kiềm chế lạm phát và chống lại sự biến động của thị trường được xem là một lợi thế của thị trường này. Hiện nay, nhiều người kỳ vọng rằng Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ không những thắt chặt tiền tệ vào tháng 3 mà còn tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép giảm bằng cân đối kế toán trước khi kết thúc năm. Ở trong tuần trước và tuần này, dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ phép sẽ diễn ra vào hai ngày 25 và 26 tháng 1. Các nhà phân tích kỳ vọng sẽ có thêm những tín hiệu rõ ràng hơn về việc tăng lãi suất. Trước sự bứt phá trong tuần vừa qua của thị trường vàng, nhiều người đã tỏ ra lạc quan giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày sức khỏe và luôn luôn thành công các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo